giấc mộng ban đầu. Yêu người thuở mới đôi mươi, em đang độ trăng tròn. Từng ngày qua phố áo em trắng cả đường về. Lá thư ướp mộng học trò, mối tình xanh như khúc hát. Ai đã hẹn với thề, để rồi lỡ mối duyên thơ ra đi chẳng giã từ. Ngày em thấy giờ sáng khắc sâu bóng nàng lắng trong cung đàn. Em giờ đâu hẳn vui duyên mới, 20 năm cuộc diều còn đây. Uống qua tháng này cố quên đi người, say hoài sầu không vơi tình duyên ta tiếc. Vâng, xin chào các bác. Trong buổi tối đêm nay, em và các bác chúng ta lại được một lần nữa nghe cái chất âm của cặp loa Mỹ Nòi Hartmann Garden HK20. Cách đây một khoảng thời gian khá dài, có lẽ là phải đến vài trăm ngày rồi, em đã từng cho cặp này lên sóng. Dòng loa Mỹ cổ Hartmann Garden HK20 rất hiếm khi nhìn thấy tại Việt Nam. Em nghĩ cái model này ở Việt Nam chỉ đếm ở trên đầu ngón tay mà thôi. Em thì tình cờ có được cặp này, và lúc em mua thì nó không hề rẻ như các bác tưởng tượng đâu ạ. Em mua với cái giá trên 4 triệu đồng đấy. Và em có làm một cái video test rồi, có video tháo ra rồi, và để giá là 4,5 triệu. Ế sưng ra các bác ạ. Trần đời bây giờ mà mình mà cứ là cái người tiên phong, mình đi buôn những cái thứ mà thiên hạ không biết ấy, thì 100% là ế. Nhưng cái được ở đây là gì? Cái được ở đây là mình bỏ tiền ra để mình được trải nghiệm một trong những cái thứ mà ở bên Mỹ nó đã từng sản xuất và dân Mỹ đã từng ôm về nhà làm bầu bạn tâm tình. Sau khi được trải nghiệm thì rõ ràng là mình
hơn hẳn những cái người mà không có nó. Mình được chơi trước đã, rồi thì lỗ thì lỗ, quan trọng gì đâu. Quan điểm của em là như vậy. Ngày hôm nay em sẽ đưa lên bán lỗ và em sẽ tìm chồng cho nó, một người chồng xứng đáng, chứ không phải là những cái người chồng lom dom 5 xu một hào, khi ẵm nó về thì mặc cả từng xu một. Dứt khoát là cặp loa này nó sẽ không về ở với những con người như vậy. Hartmann Garden HK20 được đi theo một bộ combo sản xuất vào thập niên 60 của thế kỷ trước. Kể cả em khi ngồi trước mặt nó vẫn còn phải khoanh tay mà chào một câu: em ạ, anh Loa đấy à, em tuổi gì mà đòi sánh với tuổi nó. Tại sao em lại nói là nó đi theo một bộ combo? Hãng Hartmann Garden HK20 khi làm ra cái phiên bản HK20 này, người ta sản xuất ra hai cái âm ly đèn điện tử, hay còn gọi là cái dòng mono block, hai cái âm ly đèn để ghép cùng với cái cặp loa này tạo thành một bộ combo. Các bác hẳn là đã nhìn thấy ở đâu đó cái âm ly đèn mono block Hartmann Garden HK20. Cũng đã có lần em thấy nó xuất hiện ở một cái shop nào đấy bán audio. Người ta cũng dành rất nhiều lời có cánh cho cái âm ly đèn mono block đó. Nhưng người ta cũng quên bén đi mất một cái chi tiết, là cái cặp âm ly đèn mono block Hartmann Garden HK20 đó chính là cặp cạ với cái cặp loa này đây. Dòng này thì có thể gọi là búp xeo cổ, rất cổ, sản xuất thập niên 60 thì em nghĩ là có khá nhiều bác hiện tại đang ngồi xem kênh của em nhận ra đây là đồng niên của mình. Như thông tin mà em nắm được thì cặp này được sản xuất vào khoảng 4 năm, từ năm 1964 đến năm 1968 thì chính thức dừng lại. Phiên bản này không dành cho xuất khẩu, nó được sản xuất ra dùng trong nội địa của nước Mỹ. Với cấu hình bao gồm hai đường tiếng với bát 20 cm, mang giấy viền lụa nhúng dầu, và viền này là viền xếp. Cái lớp dầu dưỡng vẫn còn ngọt đó, các bác thấy em ấn tay đây là biết rồi nha. Mũi loa cũng được làm bằng lụa và một cái check khá lớn. Check này em nghĩ là đường kính check nó phải rơi vào tầm 7 đến 8 cm. Check màng giấy, mũi giấy. Một cái điểm quý báu của cái củ check này là nó sử dụng nam châm trắng Anico. Tất cả những cái check được làm bằng nam châm trắng luôn rất có giá trị. Thứ nhất là có giá trị về mặt sưu tầm, thứ hai là có giá trị về mặt kinh tế. Một cái sản phẩm mà thời đó máy móc công nghệ nó không được như bây giờ. Khi người ta vào cái check này, bắt 4 cái ốc xong, rồi nó đắp một cái lớp keo trông thủi lùi ra. Sau đó là nó còn lấy ngón tay để nó ấn vào. Thề có Chúa, bây giờ mà gặp mấy ông công an mà làm ở cái lĩnh vực tàng thư ấy, là các ông ấy soi kính núp vào đây là các ông ấy còn lấy được dấu vân tay của mấy thằng Mỹ khi mà lắp hai cái check này vào thùng. Em nhìn thậm chí còn thấy cả dấu vân tay của chúng nó ở đây. Mang check còn đẹp. Loa thùng kín, không có lỗ thoát hơi,
với các cạnh được bơm keo tràn để tránh hiện tượng phè hơi ra ở những cái góc thùng này. Bên trong có lót bông thủy tinh khá là kỹ, và cái bông này sờ mà nó cắm vào vào chỗ vào tay là ngứa lắm đấy ạ. Tóm lại, nó zin tuyệt đối, viên còn mềm mại. Theo như cái thông tin mà em đọc được do mấy thằng Tây Lông nó viết ở trên mạng internet, thì cái cặp thùng này được hoàn thiện bằng gỗ óc chó. Em thì gần như là mù tịt về gỗ, em không biết gì về gỗ đâu. Em đọc được như vậy thì em nói lại như vậy. Kể cả là gỗ óc gì thì em cũng chịu không biết. Nhưng cái mùi đặc trưng của những cái cặp loa Mỹ thì lúc nào cũng có. Chúng ta sẽ vòng ra phía sau. Trong cái quá trình vận chuyển từ ở bên Mỹ về thì thùng nó chảy vi chóc vẩy, có những chỗ sứt sẹo khá là nhiều từ những năm 60 đến giờ. Đây có sứt một miếng, em đã cố gắng dùng keo 502 để gắn lại rồi. Chúng ta vòng ra phía sau. Loa thì theo phỏng đoán của em thì nó có công suất tầm từ 20 đến 25 W một thùng, trở kháng là 8 ohm. Nó sứt sẹo thôi chứ không nở. Dòng thùng này em chưa thấy cặp nào bị nở các bác ạ. Chẳng biết là nó sử dụng bằng chất liệu gỗ gì. Tây nó bảo óc chó, thấy nó bảo thế thì em nhắc lại như vậy. Tại vì bác nào mà mua cặp này về mà sau mà phát hiện nó không phải óc chó thì lại quay ra cự đựng em là rất dở. Óc chó hay là óc heo gì em không biết, nhưng nó có mùi thơm đặc trưng của những cái cặp loa Mỹ. Nó có hai hình thức kết nối với âm ly, đó là xoáy vít ra rồi vặn vào, và một cái kết nối dạng bông sen ở ngay bên cạnh đây ạ. Ở bên dưới này là cái khóa cố định dây. Thùng bên này có mã seri là 28. Và đây là thông tin Hartmann Garden, một cái công ty ở bang New York, made in USA. Tên model là HK20. Bên này có mã seri là 28. Bên này cũng có số 28. Như vậy bước đầu có thể tạm khẳng định đây chính xác là một cặp. Nó đi theo một cái cặp ê căng. Nó được làm bằng vải bố, một cái thứ vải mà đấy, em thì cũng lại rất chi là mù mờ về vải. Nhưng mà cái này em cảm giác như là vải len thô ấy, kiểu như vậy. Khi nhìn cái những cái vệt đan này thì lại gợi nhớ đến cái cảnh hồi xưa bà già em bà ấy đan áo len đó. Phía trước có một cái logo bằng nhôm ghi rõ HK20 Hartmann Garden. Hai cái e-căng này xét theo tiêu chuẩn hàng bãi thì hoàn toàn có thể chấp nhận được. Khung e căng được làm bằng gỗ. Quả này thì không dám nói óc chó đâu. Gỗ này thì không phải óc chó. Khổ lắm, bây giờ có nhiều ông đi mua loa hay nhấn mạnh là tao phải đi tìm cái cặp nào là gỗ óc chó cơ thì tao mới mua. Trời ơi, mà hỏi những cái thằng như thằng Tư thì nó có biết cái gì về óc chó hay óc heo gì đâu.
giờ mà bảo nó nhìn phía trước loa là xem là loa có bị làm sao hay không, chất âm nó ra làm sao thì nó còn nói được, chứ bây giờ mà nói đến gỗ là nó mù tịt không có biết gì cả. Các tuyến loa còn đẹp, tất cả zin tuyệt đối. Hôm nọ em có nói thế này, khi em bán cái cặp Antech Lansing Model 1, em có nói về cái tầm quan trọng của những cái con tụ NP, tụ cản để đi ra loa jack. Chắc các bác vẫn còn nhớ. Khi chúng ta chơi những cặp Mỹ cổ như thế này, tất nhiên là cái con tụ đi ra loa jack của cặp này là vẫn zin, zin tuyệt đối. Nhưng nếu như muốn nó hay hơn, muốn jack nó hay hơn, nổi hơn, trong hơn, thì các bác nên tìm những cái cặp tụ ngon hơn ở thị trường. Có vài người bán, như lần trước em có nói về cái anh Khang Audio á, chúng ta có thể là tháo cái cặp loa này ra, đọc cái thông số của con tụ, sau đó đi tìm mua một cái cặp tụ khác để thay vào. Tụ mà nó sản xuất từ những năm 60 của thế kỷ trước, qua năm tháng thì nó phải khô, nó phải kém. Đấy là chuyện bình thường. Do vậy là khi chơi loa cổ, chúng ta phải biết cách để mà soi xét những cái thành phần linh kiện nào trong cái bộ phận tần đó nó kém, thì chúng ta tiến hành thay thế bằng những thứ tốt hơn. Chơi những cặp cổ quan trọng nhất là củ cốt. Đối với cặp này em bao zin tuyệt đối, củ cốt zin tuyệt đối, chưa hề đụng vào bất cứ thứ gì cả. Qua cái đoạn test vừa rồi, hẳn là các bác thấy nếu như đeo tai phone, các bác sẽ thấy âm bass của cặp này lên khá là mạnh. Sở dĩ nó lên được là bởi vì nó đã gặp đúng thuốc các bác cả. Trước mặt các bác đang là một cái con âm ly cổ bẩn nguyên, như là mới móc ở dưới cống lên. Con này thì nó cũng mới về shop em thôi, hàng bãi về, em chưa thèm vệ sinh lau chùi gì cả. Đây chính là con Nikko STA 301, một con âm ly sản xuất vào thập niên 70 của thế kỷ trước. Với tầng công suất sử dụng 4 con sò sắt lớn và xuất âm ra bằng tụ. Và đây là một cái con âm ly sai lỡ, hình như là sai 36 hoặc 38 gì đó thôi. Em thấy cái model này cũng có mấy cái thằng bạn của em nó cũng chơi qua, nó bảo nghe chất âm tốt anh ạ. Anh nên lấy một con về mà chơi cho nó biết. À, nó nói vậy thì chắc chắn là em phải lấy một con về chơi đã, bán chắc tính sau. Trước đây khi em lên video test âm cái cặp Hartmann Cadence HK20 này, thì em có ghép với một con âm ly Pioneer. Con đấy sử dụng IC-STK. Thực sự là khi ghép thì em nghe cũng không ưng ý lắm đâu. Nhưng mà khi ghép sang cái con Nikko STA 301 này thì mọi thế mạnh của loa nó được phát huy đến mức tối đa. Như anh em ta vẫn nói là nó hợp thuốc. Rất nhiều ông chơi loa toàn giải này, loa đồng trục cổ này, đang đi tìm kiếm những cái con kiểu như thế này. Không có ai người ta chơi loa đồng trục cổ với toàn giải cổ mà người ta lại đi ghép với những cái con như là Pioneer 7800 hai la mã, cái con âm ly chạy mạch Class AB. Người ta phải tìm những con kiểu Class A đời đầu như thế này chơi thì nó mới hợp thuốc. Đó, ngày hôm nay thì em quyết định lên lại cái cặp loa này, và không biết là ai là người sẽ hợp duyên với nó. Em cần một người hợp duyên.
Một người chơi đồ không tính toán quá nhiều, và phải là một người hiểu được giá trị của cặp loa này. Còn ấm ớ quá thì tốt nhất là đừng gọi cho em làm gì, bởi vì là khi đã không biết thì phải tìm hiểu từ đầu, mà bây giờ bắt em phải nói từ đầu là rất mệt mỏi, bởi vì thông tin của cái cặp này nó không có nhiều để mà em dẫn cụ thể được. Vâng, bác nào có nhu cầu thực sự yêu nó thực sự thì liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại em để ở chú thích video. Xin cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian cho video này.